xuất hiện và âm thầm lây lan nhanh BA4 và BA5, những biến thể phụ mới của Omicron đã vào Việt Nam hồi cuối tháng 6. Số ca mắc COVID-19 tăng trở lại. Ứng phó với biến thể này, việc tiêm mũi thứ tư là cần thiết, tránh nguy cơ bùng tái phát dịch. Trời mưa nhưng nhiều người vẫn tranh thủ đến trạm y tế phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa để tiêm vaccine mũi thứ ba, thứ tư. Chỉ khoảng chục ngày nay, người dân mới trở lại tiêm vaccine đông hơn khi nghe thông tin biến thể mới của SARS-CoV-2 xuất hiện. Như thời đầu em thấy là chưa được tiêm, mới đầu mắc Covid em thấy chưa được tiêm mọi người chết rất là nhiều. Nhưng từ ngày được tiêm chủng này, được tiêm phòng vaccine này thì mọi người, có những người có bệnh nền thôi, nếu có bệnh nền thì mới chết thôi, còn những người không có bệnh nền, sức khỏe tốt và tự điều trị được ở nhà. Còn dạo đầu thì phải đi viện là phải còn không cứu được, nhưng bây giờ thì tự điều trị ở nhà là bị cũng rất là nhanh khỏi, 3-4 hôm là khỏi rồi, như cảm cúm rồi. Anh Trinh khá lo lắng khi nghe những tin đồn thổi về tác dụng phụ như rụng tóc, giảm trí nhớ của vaccine. Dù vậy, anh vẫn sợ dịch quay trở lại như trước, nhất là biến thể mới của Omicron có khả năng lây lan nhanh. Không chỉ đi tiêm mũi 4 cho mình, anh đưa thêm con gái đi tiêm mũi 3 để phòng bệnh hơn chữa bệnh. Nhà nước người ta đã kiểm dịch hết rồi, mình phải chích, và đó là cái bảo vệ sức khỏe. Và cái nhìn chung với tất cả thế giới và riêng cả nước Việt Nam thế, mình cái chích ngừa của mình được toàn dân, là cái hệ miễn dịch của mình nó được rộng rãi và mình nới lỏng được xã hội và phát triển kinh tế. Chứ còn nếu mà mình không chích thì sẽ dịch sẽ bùng phát lại, thì ảnh hưởng đến đời sống và cái sự phát triển của toàn dân, toàn xã hội. Trong đợt này, thành phố Biên Hòa tiếp nhận hơn 15.000 liều vaccine Pfizer để tiêm cho người từ 12 tuổi trở lên. Thành phố tổ chức tiêm tại 32 điểm tại trung tâm y tế, bộ phận một cửa cũ và 30 trạm y tế. Trước biến chủng mới, người dân đến các điểm tiêm đã có tăng so với trước, nhưng vẫn chưa nhiều dù các điểm tiêm phục vụ cả ngày thứ Bảy và Chủ nhật. Lúc trước thì mình cũng có tuyên truyền là miễn dịch sẽ giảm theo thời gian, nhưng mà người ta vẫn không nghe, tại vì người ta thấy là cái số ca bệnh nó gần như là không có, hòa bình trở lại thì người ta không có sợ, nhưng mà thấy có biến chủng mới xuất hiện thì người ta mới bắt đầu suy nghĩ, tìm hiểu để đi tiêm. Theo lãnh đạo Sở Y tế, dịch bệnh dù được kiểm soát nhưng vẫn lưu hành trong cộng đồng, nhất là khi có biến chủng mới BA4 và BA5. Những ngày gần đây, ca mắc mới lẫn tử vong đã quay trở lại. Trong khi thời gian tiêm vaccine mũi thứ 2 và 3 đã cách xa khá lâu nên nguy cơ tái nhiễm trong cộng đồng là rất cao. Do đó, việc tiêm vaccine mũi thứ 4 là rất quan trọng trong việc phòng dịch đối với biến chủng mới. Nếu ai đã tiêm mũi 3 rồi thì tiêm mũi 4 để làm sao mà bảo đảm cái miễn dịch. Vận động trong các cái nhà máy, xí nghiệp là nơi tập trung đông công nhân, để người công nhân, các nhà máy, xí nghiệp, người công nhân ủng hộ để tiêm vaccine này. Thì tuy nhiên thì cũng đáng tiếc là mặc dù cũng đã nhiều cái thông tin, cũng nhiều cái kênh tuyên truyền, nhưng mà người dân thì vẫn e ngại tiêm thì do nhiều cái yếu tố. Tính đến ngày 7 tháng 7, tỷ lệ bao phủ vaccine COVID-19 cho người từ 5 tuổi trở lên của Đồng Nai mũi 3 đạt hơn 54%, mũi 4 mới đạt 5,1%. Tiêm hay không tiêm vaccine hiện vẫn chưa có quy định bắt buộc mà phụ thuộc vào mỗi cá nhân. Theo các nhà chuyên môn, những tác dụng phụ sau tiêm bất kỳ loại vaccine nào cũng có, nhưng chỉ thoáng qua rồi sẽ hết. Còn lựa chọn không tiêm thì khi dịch xảy ra, tác hại sẽ lớn hơn gấp nhiều lần cho bản thân và cộng đồng.